Xin chào các bạn, giáp cấp liên tái của năm 2021, thể lệ thi đấu của năm nay đã có sự cách tân mang nét hết sức tích cực. Đó là việc bắt buộc các kỳ thủ phải phân định thắng thua trong một cặp đấu để giảm thiểu những ván cờ hòa nhạt nhẽo như những năm trước. Điều này đã gián tiếp kích động lên tinh thần chiến đấu của các kỳ thủ. Đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên là một ví dụ tiêu biểu như vậy. Trước đây, Hứa gia thường xuyên có những ván cờ hòa tẻ nhạt. Tuy nhiên, với thể thức mới này, Khương Thái Công đã lột xác giống như một chú mãnh hổ thực sự. Sau 11 ván đã qua, 10 thắng và 1 bại, hiên ngang đứng ở vị trí số 2 trên bảng xạ thủ vương. Chỉ xếp sau người đồng đội của mình là Trịnh Duy Đồng với 11 ván thắng liên tiếp. Điều này đã thể hiện rõ sự hiệu quả của luật mới, làm tăng tính hấp dẫn của giải, đồng thời cống hiến cho khán giả những trận đấu cân não rất đáng nhớ. Mời các bạn tiếp tục cùng đến với một siêu phẩm giữa Hứa Ngân Xuyên và Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên. Ván cờ gây nên bao cảm xúc cho giới mồ điều khi vừa vào trận, Tưởng đã dũng mãnh bỏ ngựa, thái độ hiếu chiến và khiêu khích, kết quả sẽ ra sao? Trong đó, Tưởng Xuyên là người cầm đò và đứng trước Khương Thái Công, anh vẫn quyết định đưa pháo vào trung lộ, dốc công ngay từ đầu. Hứa Ngân Xuyên nhảy chính ngựa, Tưởng phi mã, Hứa bình xe, Tưởng xuất xe, Hứa mã còn lại phát triển. Và Tưởng chủ động, binh 3 tấn 1, lựa chọn bố cục từ trước. Hứa Ngân Xuyên cũng vậy, đối binh thì Tưởng mã 8 tấn 7 và Hứa tới đây đã thăng pháo qua hà. Thấy vậy, Tưởng Xuyên đã ngay lập tức dùng mã tiên phong. Tất nhiên nước cờ này hoàn toàn rõ ràng, Tưởng Xuyên chỉ cần lấy binh 3 tiến 1, pháo của Hứa chắc chắn sẽ lập hiểm địa và chẳng phải dễ dàng để Tưởng Xuyên áp đảo về cục diện trước mắt. Mã đường 7 sẽ phải tháo chạy đến trốn cùng cực, nhưng cục diện chẳng hề đơn giản chút nào. Khương Thái Công vẫn tỏ ra vô cùng bản lĩnh, tới đây đã bổ Tưởng trước, nếu như Tưởng lấy binh tiến thì sao? Nhưng thực chiến, Tưởng không thể nào quá vội vàng với việc này, đã phải tiến gấp một hoành xe trước. Nguyên cớ do đâu, câu trả lời sẽ có trọn vẹn sau hai nước đi. Hứa tới đây lại tiến xe 1. Thì Tưởng Xuyên lúc đó mới dùng binh 3 tấn lấy mã để truy bất pháo ngay. Pháo tháo chạy, binh chỉ cần tiếp cận đạp thẳng vào chốt và bám chặt lấy sức ngựa, hy vọng rằng sẽ mở ra một cục diện thượng ưu. Nhưng cách đánh này chẳng hề đơn giản, Hứa Ngân Xuyên lại dùng pháo tiến, tiện đường có thể đánh trả vào đơn ngựa còn lại. Đây cũng chính là lý do và cũng là một kiểu thức bố cục hoàn toàn chuẩn chỉ mà hơn ai hết Nhị Vị là người nằm lòng hơn cả. Tới đây, Tưởng Xuyên đã bỏ mặc mà lấy binh 3 tấn, quyết tâm chốc thẳng vào ngựa. Nhưng việc này cũng tạo ra một cơ hội, Hứa lúc đó chỉ cần lấy pháo để quật chết mã đường 7. Rồi, việc kích đấu xe đã trở thành bắt buộc. Tưởng Xuyên nếu như lao xe lên phía trước, mã quay đầu, chẳng há phải vừa vào trận, Tưởng Xuyên đã mất trắng đi một đơn ngựa, làm sao để có thể tiếp tục? Thế tiến công còn chưa mấy rõ ràng, việc này diễn ra có phải là muôn phần bất lợi hay không? Câu trả lời của Tưởng Xuyên, người được mệnh danh là ông vua khai cuộc của kỳ đàn Trung Hoa, tỏ ra rất đối am tường về từng đường đi nước bước. Thay vì tấn xe thông đấu như lệ thường, Tưởng Xuyên lúc này cũng dâng xe, nhưng ở một vị trí khá lơ lửng là kỵ hà của đối phương. Nước cờ này, nếu như chúng ta chẳng am tường về bố cục chính quy, rất khó để có thể tự nghĩ ra. Một kiểu khai quân vô cùng hấp dẫn, một đi chẳng trở lại, đứng trước Khương Thái Công của kỳ đàn Trung Hoa, người được mệnh danh là đánh cho một giọt nước cũng chẳng bỏ lọt. Tưởng Xuyên đã dũng mãnh bỏ ngựa. Điều duy nhất mà anh thu về lúc này chính là binh lộ 3 đã áp sát qua sông nhằm thẳng vào sức ngựa của Hứa mà công kích. Vậy thì đòn dâng xe này của Tưởng Xuyên nhằm mục đích gì? Tại vì sao đây là một nước cờ không thể thiếu trong bố cục bỏ ngựa trước mắt? Hứa Ngân Xuyên đã buộc phải tấn xe để thông đổi. Mã của Tưởng chắc chắn phải ra tay. Vừa chốc lấy, mã phải quay đầu về đường 8, chẳng hề còn cách khác. Rồi tiếp tục Tưởng lại điều xe vào để chốc pháo ngay. Nhưng việc này đã vấp phải một sự kháng cự vô cùng quyết liệt của Hứa Ngân Xuyên. Đòn đánh ở tầm cao của Hứa gia là điều xe qua đường 7, vừa đánh trả vào chốt. Nếu như xe đắc pháo, chắc chắn chốt này mất mạng, vậy thì cuộc cờ sẽ dẫn tới đâu? Tưởng Xuyên chẳng những rằng tự mình đưa xe vào một chỗ hang cùng ngõ hẻm khó triển khai, mà việc Hứa Ngân Xuyên dùng xe đe lấy Tưởng cũng như rằng lúc này chỉ cần tiến một, mã không còn chỗ để quay đầu, rất khó khăn để giải quyết cùng lúc. Bởi vậy, như dự tính của mình,
cũng là một bố cục chính quy, thường xuyên lại tiến pháo qua Hà. Biến đi này đã được nghiên cứu khá kỹ lưỡng. Hướng Ân Xuyên tới đây nhận thấy không thể nào làm được gì, đã phải điều xe đường 8 để vây bắt ngựa. Mã của Tường phải giữ lại bằng được, phi lên để ngọa tàu gấp, rồi hứa đưa pháo tháo chạy. Tường thấy vậy, bình pháo đường 7 để ém ngựa. Lúc này Hướng Ân Xuyên phải rời pháo đường 2. Một nước cờ bắt buộc phải đi để tránh khỏi việc Tường Xuyên chuẩn bị lấy xe 7 bình 8 để công não vào điểm yếu chết người ở cánh phải. Quân lực còn tương đối chen chúc, lúc đầu pháo thoái một hoặc là tháo chạy ra biên cũng đâm muộn màng. Tại vì xe của Tường chỉ cần tiến 6 nước vây bắt lấy ngựa rất khó khăn để giải quyết. Không những vậy, việc này Hướng Ân Xuyên còn chuẩn bị kỹ càng cho một mưu mô đánh trả. Tường Xuyên muốn thoát chủ lực chỉ có thể điều đường 6 để vây bắt pháo ngay, nhưng Hứa Gia lại điều xe sang cánh còn lại, vừa có thể kịp thời tạo ra một hũ nút để nhốt chủ lực mạnh nhất của Tường Xuyên không thể nào thăng qua Hà một cách tùy tiện. Cho dù phế ngựa, thế tiến công nhất định đã hình thành, nhưng nếu như chủ lực mạnh nhất không thể nào hợp công, mọi tính toán của Tường Xuyên sẽ phải đổ sông, đổ bể. Tới đây, câu trả lời của Tường là Dương Sĩ đánh chủ lực, ra sức mở vùng vẫy. Hướng Ân Xuyên lại quay pháo về đầu Hà, rồi tiếp tục lấy pháo quật thẳng vào tường vừa chiếu ngay. Đây là một cái giá phải trả mà Hứa chấp nhận để phong tỏa chủ lực còn lại của Tường Xuyên. Sĩ phải dương chẳng cần bàn, tiếp tục là sức ngựa này, mã quăng lên rồi đưa pháo để tạt đường 2. Trận cờ càng lúc càng thú vị và khó đoán hơn cả. Tường Xuyên mất ngựa, nhưng hàng tuyến phòng thủ của Hướng Ân Xuyên đang cực kỳ lung lay, tường đã gãy. Những quân chủ lực còn lại đang co cụm phòng thủ, gần như không thể nào thoát thân trong một sớm một chiều. Còn Tường, mã ngọa tàu đã phát huy được tác dụng, chốt phía sau yểm trợ, pháo này tạt đường 2 để mai phục sát cuộc ngay. Chỉ còn đúng lựa chọn là phải dương sĩ trước. Thì lúc này Tường đã tấn xe tuần hà, dành từng mét đất để ngăn cản việc Hứa có thể tiến pháo và phong tỏa trong tương lai. Còn việc này Hướng Ân Xuyên đối phó ra sao? Anh chủ động dâng xe hai nước, nhờ Tường mà vây bắt pháo. Tường Xuyên bèn thọc pháo ở cánh còn lại, sĩ dương rồi tìm cửa để tháo chạy, đưa pháo tạt biên. Và tới đây, âm mưu thực sự của Hứa Gia là binh năm tiến mở đường xe này có thể nhập trận, đánh thẳng vào cánh còn lại. Nếu như binh này mất, cục diện của Tường sẽ vỡ ngay, mã tháo chạy, pháo vì vậy mà mất mạng. Nhưng việc này cũng chẳng hề gây một chút khó khăn đối với Tường. Anh lại điều chốt, nhờ ngựa mà giữ lấy căn. Hướng Ân Xuyên xuất tướng. Hướng Ân Xuyên đang ra sức để vùng vẫy, thoát khỏi cảnh kiềm chế của trận đồ rất lợi hại mà Tường Xuyên dàn dựng ngay từ đầu. Tại vì sau khi xuất tướng cũng là một cách thức đơn giản để hóa giải được. Tường Xuyên cho dù còn lấy pháo quay về hai, đánh thẳng vào tường cũng không thể nào thu về được gì. Đây có thể nói là một trận pháp vô cùng lợi hại với vô số quái chiêu. Đối diện hình cờ này, Tường Xuyên lại rời pháo về đánh chủ lực trước. Sau khi tiếp tục Hướng Ân Xuyên lại quay xe một, Tường Xuyên đưa chốt vào trung lộ, Hứa Gia lại thoái xe ngay. Những nước cờ điều chuyển có phần nào khá lúng túng của Khương Thái Công trong một không gian đã khá chật hẹp, việc xoay sở lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng đoạn vừa rồi, nếu như suy xét một cách kỹ càng, sau khi Hướng Ân Xuyên dùng xe thoái một, Tường lúc đó chỉ cần dùng chốt đạp vào sĩ, có cơ hội để tốc thắng ngay. Tại vì rằng tới đây còn đen lấy sức ngựa, cho nên buộc phải dùng sĩ ra tay, mã lại quay đầu, vừa đánh đuổi. Đau khổ nhất, xe còn đúng một lựa chọn là phải thoái thủ. Và tới đây Tường điều xe đường 8, chuẩn bị cho nước cờ tiến ba nước, chốc ngựa, lúc đó Hứa sẽ thực sự rất khó khăn. Cho nên buộc phải đi mã đường 2, đánh trắng vào chủ lực. Nhưng việc này thực ra là Tường Xuyên đang còn tìm một điểm trung chuyển trước khi tung ra mưu đồ của mình. Lập tức vận sang đường 3, đe dọa tuyệt cục. Xe tháo chạy mở đường cho tướng thoát thân là không thể nào. Cho nên buộc phải đưa tướng vào trung lộ. Và xe cắm chiếu ngay tướng tấn lầu 2, rồi lại tấn pháo. Chẳng há phải xe của Hứa đã phải mất mạng trắng một cách oan uổng. Xoay sở kiểu gì đi nữa thì vẫn vậy, mã quăng lên, xe lại quay đầu, tường thoái, rồi mất quân chủ lực. Còn gì để tiếp tục màn đấu đổi có lợi nhất? Có lẽ rằng phải lấy pháo để tiêu diệt. Còn nếu như dùng mã tam tiên 6, pháo của tường chỉ cần tiêu diệt pháo này,
là tuyệt cục tiếp theo mà Hứa không thể nào chống đỡ. Còn tới đây, Mã chỉ cần đạp gọn lấy chiến ngựa và tiếp tục một trong hai pháo mất mạng, Hứa chẳng còn gì. Còn lựa chọn trong thực chiến của Tường là anh đưa chốt vào trung lộ như đã đề cập từ trước. Tới đây sau khi chỉ cần đoạt Tường, xe nảy theo thì pháo lại tiến một, chẳng há phải ngựa ở cánh còn lại phải mất mạng. Những dụng ý rất quỷ quyệt của Tường Xuyên, cách phòng thủ còn lại là quăng tường đường này thì vẫn vậy, pháo tiến một. Và lúc đó cho dù xoay sở kiểu gì thì mã vẫn phải ra đi. Bởi vậy chúng ta mới có thể lý giải được trọn vẹn tại vì sao trong hình cờ Hứa chấp nhận lại quay xe một, dùng mã để truy bắt chốt. Tường tất nhiên là chẳng thể nào buông tha, dùng chốt đạp thẳng vào tường, để rồi Hứa Ngân Xuyên có cơ hội tiến xe quay về đường cũ và đã tìm ra một cách thức để thoát thân. Chỉ cần tiếp tục lấy C4 bình 7 đánh từ cả đôi, cho nên Tường lại điều pháo, vừa lúc này sẵn sàng kích đấu ngựa, vừa nhờ mã này để giữ lấy căn. Hứa Ngân Xuyên chấp nhận việc này, rời sĩ về, việc kích đấu đã trở thành bắt buộc. Pháo tiến 2 và Hứa lập tức lấy pháo để tiêu diệt ngựa. Tường lại bình xe ở cánh còn lại, vừa phục xe tiến lên để chốc mã, chân cơ của Hứa lại càng thêm lung lay, cho nên buộc phải phi ngựa đường 2 mà chốt trần. Tường Xuyên dốc binh 7, đây là một điểm yếu nhất trong mắt xích, chính là chốt ở đường 3. Tường Xuyên ra sức tận dụng để phá tan cổng thành, lập tức Hứa buộc phải bình xe đường 3. Tường chấp nhận, xe nảy theo rồi lại bổ tường để chờ đợi. Sau khi Hứa Ngân Xuyên lại quay pháo về một mạch, vừa tiện cả đôi đường, ngăn cản pháo đường 4 có thể tùy tiện đưa vào chốn đẹp hơn, cũng như rằng chỉ cần lấy pháo 4 bình 2 đánh trả vào chủ lực là đòn mà Hứa Ngân Xuyên còn mong chờ. Nhưng Tường chẳng hề bận tâm, lấy chốt để tiêu diệt sĩ. Hứa Ngân Xuyên đưa pháo đánh chủ lực, xe tháo chạy, nhân tiện còn vỗ vào mặt tướng vào trung lộ, rồi lại tiến 2. Tường Xuyên càng đánh lại càng hăng, bỏ một mã nhưng khiến cho Khương Thái Công ngay từ đầu phải rơi vào thế thảm, co cụm phòng thủ. Tới khi kinh thành đã hoàn toàn đổ nát, chỉ còn đúng một quân hầu cận lẻ loi này làm sao để có thể chống đỡ. Và chúng ta cùng chờ đợi phép màu. Lúc này Hứa Ngân Xuyên lại quay xe về, vừa đánh chốt, dùng mã để vây bắt chủ lực là âm mưu thứ hai. Tường Xuyên xách xe đưa vào trung lộ để vỗ chiếu ngay. Tất nhiên việc này Hứa không thể nào bổ sĩ, tại vì pháo mất mạng đã đành. Pháo nảy theo, xe chỉ cần bình qua đường 8, vừa đánh cả đôi, Hứa Ngân Xuyên lại thất thểu ra về. Bởi vậy, trong nước cờ trước, sau khi Tường đưa xe vào trung lộ, Hứa buộc phải xuất tướng ngay, và Tường bình chốt. Chẳng những có thể nhờ chủ lực tạo căn, mà Tường Xuyên còn chuẩn bị đưa pháo quay về một nước đánh chủ lực. Xe tháo chạy cửa nào, cũng chỉ cần lấy pháo biên còn lại đoạt dĩ và giành quyền tốc thắng ngay. Gần như tiếp theo, Hứa Ngân Xuyên không thể nào chống đỡ, bởi vậy đã phải quay xe về để chốc pháo. Pháo tìm đường tháo chạy, rồi đưa tướng vào trung lộ mà giữ chốt. Tường Xuyên đã bình pháo, vừa đe dọa thọc chiếu ngay. Đây là một nước cờ rất tàn độc mà Hứa Ngân Xuyên hơn ai hết hiểu rõ, không thể nào để cho đối phương thực hiện trọn vẹn. Ví dụ là binh tấn 1, mất mạng ngay, pháo của Tường thọc chiếu, lúc đó Hứa cũng phải tự khắc buông cờ. Pháo thoái 1, xe điều sang đường 4, không thể nào đỡ được tuyệt cục tiếp theo, xe nổ thẳng vào dĩ. Cho nên, bất buộc rằng chỉ còn lựa chọn là phải dương sĩ lên, nhưng pháo này quay về một nước, một đòn đánh rất cao. Tại vì chỉ cần với việc này, nhưng toàn bộ hàng tuyến còn lại của Hứa Ngân Xuyên, song pháo, xe, tướng và sĩ phải án binh bất động, hoạt động duy nhất là đơn ngựa ở phía trên. Nhưng cho dù tháo chạy cửa nào, Tường vẫn giành quyền tốc thắng bằng cách điều xe sát biên rồi cắm thẳng vào ba nước. Cho nên trong thực chiến, bắt buộc rằng Hứa đã phải bình pháo để ngăn cản. Tường còn theo pháo để dọa đánh một lần nữa, pháo lại che chắn, rồi tiếp tục tạt pháo ngay. Pháo bình đường 8, tất nhiên đây là cục diện đã hoàn toàn đại ưu. Tường chủ động thay đổi nước đi bằng cách dùng xe đoạt thẳng về chốt, vừa chốc ngựa, mã quăng lên phía trước, tiếp tục đưa pháo vào trung lộ. Và chỉ đánh tới đây, nhận thấy sức đã cùng, lực đã kiệt, mọi sự chống đỡ đã trở nên vô vọng. Hứa Ngân Xuyên đã phải gói ấn để quy hàng. Âm mưu thực sự của Tường Xuyên
vẫn còn một vài cách đánh vô cùng hữu hiệu. Chúng ta đầu tiên hãy phân tích cách mà tường tạo sát, ví dụ hứa, binh biên tiến 1. Lúc này tường chỉ cần quay pháo, đánh chủ lực. Đây là nước cờ độc địa nhất. Pháo phải tháo chạy. Lúc đó thì tường chỉ cần bình xe, vừa vỗ vào mặt, sĩ phải dương, rồi chốt nện thẳng vào hoàng cung. Tướng suốt đường còn lại, và lúc này chỉ cần cầm đáy và tuyệt cục tức thì. Bởi vậy, hứa sẽ phải chống đỡ không thể nào ngơi nghỉ. Nhưng ngoài cách đánh này, tường xuyên còn chỉ cần đơn giản đưa xe 5 bình 7, chẳng hãm phải chủ lực này sẽ mất mạng. Cách giải quyết ổn thỏa là đưa tướng để xuất cung, nhưng xe vẫn chiếu, xe này phải bọc lót, chốt để vây bắt. Sau khi xe tháo chạy, mã mất mạng, và hứa cũng chẳng còn gì. Ngoài ra, để triệt để hơn, Cử Thần Admin sẽ phân tích cho các bạn nốt bính đi còn lại, tức là Hứa Ngân Xuyên sẽ phòng thủ trước với việc pháo chín thoái một, tấn pháo lên một mạch, chìm đáy để đe dọa tiến công. Sau khi tường lấy xe 5 bình 7 để rút chiếu, sĩ chỉ cần dương, pháo này vẫn còn tạo căn vững chãi. Nhưng việc này, tường chỉ cần lấy xe bình 2, hứa cũng phải buông cờ. Bắt buộc tới đây, pháo phải lệch vào đường 6 để có thể đỡ được thêm một chiêu. Pháo quay đầu, rồi phải mất mạng. Tướng phải xuất, và rõ ràng sĩ trung tâm ra đi. Đánh kiểu gì, pháo 4 cũng chỉ còn quay về một nước là tuyệt cục ngay. Hứa rõ ràng là chẳng hề còn lấy 1% cơ hội, cho nên buông cờ trước cũng là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Có thể thấy một kiểu khai cục rất hấp dẫn. Tường Xuyên tỏ ra là người am tường, từng đường đi nước bước trong trận này, và đây cũng là thất bại duy nhất của Hứa tại lượt đi. Phần bình luận hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn sức khỏe.